Tập 7. Tôi nói cậu hay, nơi này là sòng bạc Phúc Sinh. Dạng này không dễ cầm đâu. Tôi đề nghị cậu mau chóng rời xa chỗ này. Nếu không lát nữa sẽ có chuyện đấy. Tôi không muốn liên lụy tới cậu. Không thể nào được đường sòng bạc Phúc Sinh. Cậu có thể dở quẻ làm trò gian trá sao? Không sao, có tôi đây. Tôi lái xe đưa cậu về nhà. Thế nào? Chỗ này có gì ghê gớm? Được, đi xe cậu về, đi. A Bảo, cậu xem tôi vừa rồi để quên thẻ bài ở trên bàn. Tôi vừa rồi mới tới, tôi chơi thêm 2 chán được không? Cậu để tôi chơi hăng cái đã. Cậu chờ tôi, chờ lúc nữa tôi chở cậu về. Tôi chờ cậu. Cho tôi mượn bút. Ông chủ đâu? Có chuyện gì sao? Nghe nói anh vừa thắng 72 vạn đại dương. Tay son quá, cũng tạm. Ông chủ trúc của chúng tôi biết chuyện này rồi, muốn tìm anh nói chuyện. Ông chủ trúc đại danh đỉnh đỉnh của Phúc Sinh, sẽ không vì tôi thắng 72 vạn đại dương mà muốn đòi lại số tiền này chứ? Đừng nói nhảm nữa. Nếu tôi không đưa thì sao? Không đưa cũng được. Có điều anh tưởng anh thoát được sao? Có gì từ từ nói. Tiền là vật ngoài thân, làm gì mà phải dùng tới dao súng? Anh xem, là cái này sao? Anh thức thời đấy. Được rồi, không còn việc gì nữa, tôi đi đây. Không phải tôi nói anh, sòng bạc là nơi anh có thể thắng tiền. Thắng 7-8 dạng được rồi. Anh thắng một lúc 72 dạng đại dương. Nếu người nào cũng như anh, chúng tôi làm ăn kiểu gì? Đúng, anh nói đúng. Phiền anh nói lại với ông chủ trúc. Chuyện này tôi sai. Tôi sẽ mang tới phiền cho ông ấy. Tôi đi đây. Tạm biệt. Ông chủ, thật sự không phát hiện ra hắn có trợ thủ. Ông chủ, tròn 72 vạn đại dương, nếu hắn có trợ thủ cũng không thể nào ngoan ngoãn trả lại cho chúng ta. Đúng đó. Đúng rồi, mấy người gần đây để ý, không cho hắn bước vào Phúc Sinh nửa bước. Nếu hắn dám xông vào thì giải quyết tại chỗ. Đúng, nếu như xông vào xử hắn tại chỗ. Rõ. Tên nghèo này mèo mù vớ cá rán, còn kiếm được số tiền lớn như vậy. May là 72 vạn trả lại nguyên vẹn chủ rồi. 72 vạn. Ông chủ trúc, ông xem. Ông xem. Ông chủ trúc, sư phụ tôi nhờ tôi hỏi thăm ông. Ông chủ, tên này đi theo thanh bang rồi. Kẻ tới không có ý tốt. Gì cơ? Trúc Thiết Sang cho người cướp lại chi phiếu. Phải, sư phụ. Thực ra con đã đoán được từ sớm rồi. Trúc Thiết Sinh chắc chắn sẽ dở thủ đoạn, cho nên chi phiếu trả lại hắn. Hơn nữa con còn để lại mấy chữ trên chi phiếu. Chữ gì? Cũng chẳng có gì. Là thay sư phụ hỏi thăm hắn. Ta muốn tìm cơ hội để trị hắn. Lần này ta phải để hắn chết minh bạch. Tiểu lão đại để lại chữ hay lắm. Trúc Tiết Sang từ đây về sau ngủ không ngon rồi. Mấy nay các cậu tăng cường cảnh giác, lưu ý hơn, không được cho kẻ khả nghi vào, hiểu chưa? Ông chủ, ông chủ,
đã liên lạc với cục trưởng Mạnh rồi. Ông chủ, phải mau nghĩ cách. Nếu như tên Đổng Phúc Bảo chỉ có một mình, chúng ta chẳng có gì phải sợ. Nhưng bây giờ hắn có Thanh Bang chống lưng, Mạnh cục trưởng lại không có ở Thượng Hải. Lỡ như tên Bính Sinh muốn thừa cơ nhảy vào, chúng ta phải làm sao? Cậu im miệng cho tôi. Phiền quá đi, cút. Không hiểu gì hết. Kim Đa, gửi điện báo cho đại ca theo nội dung này. Gửi điện báo đến tận tay, rốt cuộc là có chuyện gì? Tóm lại tình hình vô cùng nguy hiểm, phải mời đại ca về ngay. Nhưng tôi không biết anh ấy ở đâu. Gì cơ? Đại ca vẫn chưa liên lạc với cô. Đừng sốt ruột, ông chủ Rút. Nếu như hắn mưu có gọi điện về, tôi lập tức chuyển lời tới anh ấy. Con đi đâu vậy? Con đi dạo bách quá Shinsegae. Áo của con, giày của con cả đời mặc không hết, sao còn muốn mua? Mợ, quần áo của con có là gì? Mợ đến nhà của Trần Linh Ngọc mà xem, quần áo của bọn họ mới là nhiều. Sao con có thể đi so với Minh Tinh Điện Ảnh? Minh Tinh Điện Ảnh thì là gì? Dương Nguyệt Anh con là bà chủ của sòng bạc Phúc Sinh. Kém họ chỗ nào? Cộng lông của Phúc Sinh cũng đủ đè chết đám con hát đó. Đúng rồi mợ, Hồng Tổ Yến đi, con về sẽ uống. A Anh, A Anh, A Bảo, sao lại là anh? Anh còn mặt mũi tới gặp tôi. Cô đừng giận, cô nghe tôi giải thích. Tôi không có hứng. À anh, nói hai câu. Cô nghe tôi nói. Có chuyện gì anh cứ mau nói đi. Tôi còn có việc. Chúng ta tìm nơi nào nói chuyện được không? Chỉ hai câu thôi. Đi đâu? Được, đi. Đây là thật sao? À anh, sao tôi có thể lừa cô được? Nếu không có Thanh Bang cứu tôi, hôm nay tôi đã không có cách nào gặp cô rồi. Tôi còn nghĩ sao bãi không có tin của anh. Ban đầu vì lúc khó khăn nhất là cô ra tay giúp tôi, nhưng tôi lại mang tiền bồ hôi xương máu của cô đi mua thuốc nổ, để cô bị ép gả cho Trúc Thiết Sang. Đây là lỗi của tôi. Hôm nay tôi thật lòng đến xin tạ tội với cô. À anh, tôi sai rồi. Bỏ đi, đã là chuyện cũ. Tôi sớm quên rồi. À anh, cô yên tâm. Bây giờ tôi là tiểu lão đại của Thanh Bang. Tôi nhất định tìm cơ hội cứu cô. Cô cười cái gì? Anh chỉ sao nói tôi gả cho Trúc Thiết Sang là dễ vào hố lửa. Trúc Thiết Sang là loại người gì cô quá hiểu rõ. Ban đầu là hắn ép cô gả cho hắn. Đó là chuyện trước kia rồi. A Bảo, bây giờ tôi sống rất tốt. Là phụ nữ, cái gì nên có tôi đều có. Tôi còn không thỏa mãn gì nữa. A Bảo, nói ra còn phải cảm ơn anh. Nếu không phải anh cầm đi trang sức chuộc thân của tôi, làm sao tôi có thể lấy Trúc Tiết Sang? Nếu không gả cho anh ấy, tôi sao có cuộc sống dễ dàng như thế này? À anh, cô tuyệt đối đừng nói như vậy. Cô càng nói như vậy tôi càng thấy khó chịu. Là lỗi của tôi. Chuyện qua rồi không trách anh được. Không những không trách, hơn nữa còn cảm kích anh không hết nữa kìa. À anh, được rồi, tôi không có thời gian nghe anh nói. Cà phê này xem như tôi mời anh. Tạm biệt. À anh, à anh, tôi, cô có ân với tôi suốt đời không quên. À anh, sau này bất luận cô có chuyện gì, chỉ cần cô tới tìm tôi, Đổng Phúc Bảo tôi dù mất mạng cũng sẽ giúp cô. À Bảo, sao anh luôn hy vọng tôi sống không tốt vậy? Anh đã hy vọng tôi sống tốt mới đúng. Tôi nói anh hay. À anh, tôi bây giờ sống tốt, sau này cũng thế. Tạm biệt.
Sư phụ, người tìm con. Đến rồi. A Bảo, con đã đến Phúc Sinh rồi, đã hạ quy phong của Trúc Thiết Sang rồi. Bây giờ cũng xem như con đốt lên lò hổ rồi. Bước tiếp theo, con định nấu trên bếp món nhỏ hay món lớn? Lửa cháy lớn, làm món nhỏ thì quá tiếc. Chắc chắn phải làm món lớn. Nói ra xem nào. Trúc Thiết Sang không tuân thủ quy tắc giang hồ, không giữ tính nghĩa. Con nghĩ hắn hoàn toàn không xứng với Phúc Sinh, cho nên bây giờ phải nghĩ cách cướp Phúc Sinh vào tay của chúng ta. Tốt, con nói hay lắm. Lão Phu không nhìn lầm con. Tiểu tử con nói đúng lòng của Lão Phu rồi. Có điều, chuyện này con luôn có một băn khoăn. Có gì cứ nói đi, ngồi xuống. Nếu như chúng ta đào góc tường của Phúc Sinh một cách trắng trợn, Trúc Thiết Sang thì không sao. Nhưng nếu để Mạnh Hán mưu biết, chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Con có nghĩ tới chuyện này, cũng xem như không ăn gạo của ta một năm. Có điều con yên tâm, bây giờ chiến sự Thượng Hải căng thẳng, tên khốn họ Mạnh đã đi Tây trốn chiến tranh rồi. Nhưng sớm muộn hắn cũng về. Chỉ cần hắn về Thượng Hải, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn không về nữa đâu. Chúng ta có người ở đảng bộ thành phố giúp đỡ. Cấp trên đã quyết định họ Mạnh khi quay về sẽ điều đi Cam Túc làm sở trưởng sở cảnh sát. Chỉ cần lão già này ở Đại Tây Bắc, cho dù hắn có lòng báo thù cũng không dương ra được đâu. Sư phụ, con cảm thấy chỉ cần Mạnh Hán Mưu không còn, một mình Trúc Thiết Sang hoàn toàn không thể lấy quy phong. A Bảo, chúng ta đánh trận với Hồng Môn là đánh ác chiến. Sau này Thanh Bang có mặt mũi ở trên bến Thượng Hải hay không đều dựa hết vào con. Tiểu lão đại từng được đi học ở trời Tây. Sư phụ, nặng lời rồi. Nhưng mà người yên tâm, chuyện này giao cho con. Con nhất định sẽ dốc hết sức. Thiết Sang à, em luôn ở Thượng Hải, chán chết rồi. Em với chị Rô và A Đào đã hẹn với nhau, muốn đi Hàng Châu chơi mấy ngày. Khi nào xuất phát? Người ta chuẩn bị chiều đi luôn. Cầm lấy. Đi chơi vui vẻ. Thiết Sang, vẫn là anh đối với em tốt nhất. Được rồi, em ăn đi, anh về Phúc Sinh. Về sớm đấy, đừng để anh lo. Em hiểu mà. Từ xưa Thanh Bang và Hồng Bang đều là anh em ở bến tàu, xuất thân nghèo khổ, hai bên không phân chia, tình như anh em dìu dắt lẫn nhau. Không ngờ Hồng Bang tới tay Mạnh Hán Bưu, Trúc Thiết Sang lại làm trái tổ quấn, bội tính bội nghĩa, ra tay tàn sát Thanh Bang của ta, muốn độc chiếm bến Thượng Hải. Hôm nay đã tới ngày chúng ta lấy nợ máu trả máu rồi. Nợ máu trả máu sang bằng Hồng Môn. Trận chiến hôm nay không phải liều mạng, mà là dùng đầu óc và thủ đoạn của tiểu lão đại. Nhưng mà nếu đám khốn của Hồng Bang dùng vũ lực, tôi không có yêu cầu gì khác với mọi người. Chỉ ba chữ: giết không tha. Giết không tha. Giết không tha. Giết không tha. Ông chủ Trúc,
Ngại quá, Lý Mỗ lại tới làm phiền. Ông chủ Trúc, không biết kế hoạch lần trước của tôi, ông nghĩ tới đâu rồi? Tôi không rảnh nghe kế hoạch xàm xí của cậu, cậu ra ngoài. Ông chủ Trúc, kế hoạch của tôi có ích rất lớn với sự phát triển của Phúc Sinh sau này. Mong ông chủ Trúc hãy suy xét. Không thấy tôi đang bận sao? Cút. Vậy ông chủ Trúc làm việc đi. Cút. Dạy học đàng hoàng không dạy, suốt ngày suy nghĩ mấy thứ kỳ quái. Đồ thần kinh. Làm gì đó, nghe lời, ngồi xuống, đi qua. Nghe lời đi. Sắp xếp các anh em ổn thỏa rồi chứ? Xong rồi. Đi nào. Đi. Cái gì? Đại ca vẫn chưa gọi điện. Được, tôi biết rồi. Ông chủ. Ông chủ. Động Phúc Bảo dẫn theo một đám người thanh bang xông vào đây. Chị đích danh muốn gặp ông. Thằng nhóc con ăn phải gan báo rồi, lại dám tới thách thức tôi. Không sợ tôi lấy mạng hắn sao? Ông chủ, người tới không có ý tốt. Hắn hung hăng lắm, ông trốn thì hơn. Bậy bạ, tôi cứ phải đi gặp hắn. Có loại người nào tôi chưa gặp? Nếu ở trước mặt một kẻ vô danh tiểu tốt lại làm con rùa rụt cổ để truyền ra ngoài, còn làm sao lăn lộn ở Thượng Hải? Đi. Ông chủ cẩn thận. Phải cẩn thận bọn họ. Ông chủ Trúc đã lâu không gặp. Cậu lớn gan thật. Tiểu tử, ban đầu tôi không nên nhân từ mềm lòng với cậu, nên xử cậu ngay mới đúng. Đáng tiếc, tôi cũng thấy tiếc cho ông. Ông chủ Trúc, ông đã quá nhân từ rồi. Có điều, người tốt như ông nhất định sẽ có báo đáp tốt. Ông xem, hôm nay tôi tới phúc sinh của ông đây, còn nói gì? Ông chủ Trúc, ông vì một sòng bạc thế này đã lao lực hơn nửa đời, xương cũng sắp đứt gãy rồi. Tôi nghĩ ông tới lúc về già dưỡng già rồi. Có điều ông an tâm, tôi sẽ đưa cho ông cái giá tốt, thu lại cái sòng bạc này. Khẩu khí lớn quá. Họ Đổng kia dám hóng hách trên địa bàn phúc sinh của tôi. Hôm nay đừng hòng sống đi ra. Lão Trúc, sáng hôm nay ông đi vào văn phòng này, ông có từng nghĩ hôm nay liệu ông có thể sống mà đi ra không? Người đâu? Đứng im đó. Tiểu tử, đừng tưởng đi theo thanh bang là tìm được hòn đá kê chân. Tôi cho cậu hay, Cố Bính Sinh chỉ là con mèo què năm ngón không đủ, không thể che chở cho cậu đâu. Ông ta muốn động vào tôi và Phúc Sinh không phải chuyện ngày một ngày hai. Kết quả thì sao? Mất bát cơm ăn, suýt phải dọn nhà, để người giang hồ cười rụng răng. Lão Trúc, ông không cần ở đây tỏ vẻ mạnh. Tôi nói rõ ràng cho ông, hôm nay tôi tới không phải đánh nhau với ông. Vì chút chuyện nhỏ này cũng không cần phải để người dưới mất mạng. Vậy cậu muốn thế nào? Hai chúng ta làm một trận đánh bài sòng bạc. Lần trước ông cướp đi 72 vạn đại dương của tôi thắng ở Phúc Sinh. Hôm nay nếu ông thắng, chuyện này xem như quề. Nhưng mà ông chủ Trúc, nếu như ông thua, vậy hôm nay ông phải cuốn gói mà đi. Phúc Sinh là của tôi. Được. Bất kể cậu muốn đấu văn hay đấu võ, tôi đều hầu đến cùng.
Hôm nay tôi sẽ chơi cùng với cậu, cũng để cậu biết trời cao thế nào, đất dày thế nào. Được. A Lục, có. Bày bàn. Rõ. Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Mời. Cảm ơn. Ông chữ Trúc, hôm nay chúng ta chơi thế nào? Chơi đếm số, đoán đúng thì thắng, sai thì thua. 3 lần đúng 2 thì thắng hết. Được. A Lục, có. Để hắn kiểm tra xuất sắc. Bỏ đi, không cần kiểm tra. Bắt đầu. Ông chủ động, mời. Một cái hai, một cái năm. Hai, năm. Hai, năm là bảy. Hai bên quà. Tiếp tục. Ông chủ, tới lượt ông. Bốn, ba. Ông chủ Trúc bản lãnh thật. Một, bốn, một, ba. Bốn, ba là bảy. Hai bên lại quà. Tiếp tục. Mời ông chủ động. Ông chủ Trúc, ông kinh doanh Phúc Sinh nhiều năm, chắc chắn là có bản lãnh. Nghe tiếng đoán xuất sắc cũng là kỹ năng nghề. Hai chúng ta tiếp tục đoán thế này, cho dù chơi tới sáng mai cũng không phân thắng thua. Ông xem thế này được không? Chúng ta đổi cách chơi. Đổi thế nào? Ông lắc xuất sắc, tôi đoán. Tôi lắc xuất sắc, ông đoán. Chúng ta một ván định thắng thua. Không vấn đề. Tôi còn sợ cậu chắc. Làm lại. Đây, thoải mái đặt. Có động tĩnh chưa? Vẫn chưa. Vẫn đang chơi. Một lát nếu phải động thủ, gọi các anh em đến. Rõ. Các anh em chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị hết rồi. Một lát động thủ xong vào gai. Rõ. Ông chủ Trúc, gại quá. Lắc hai xuất sắc đồng thời tôi chưa học được. Vậy ông xem thế này được không? Chúng ta chỉ lắc một xuất sắc. Không vấn đề. A Lục. Ông chủ Trúc, mời.
Ông chủ Trúc, ông lắc ra được con năm, đúng không? Không sai, tới cậu. Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Ông chủ Trúc, mời. Tiểu tử, nếu tôi đoán không sai, cậu lắc nát xúc sắc rồi. Ông chủ Trúc đúng là thính lực tốt. Không sai, nát rồi. Nát rồi thì làm sao đoán? Nát càng dễ đoán. Nát rồi chỉ có 3 loại khả năng: 1 với 6, 2 với 5, 3 với 4. Không nát thì có 6 khả năng. Cậu dở trò, không chơi nữa. Đứng im. Giết người rồi. Chạy đi. Mau chạy. Giết người rồi. Chạy đi. Cứu giới. Mau chạy đi. Chạy lên. Chạy lên. Trúc Thiết Sang, nếu như hôm nay ông đoán đúng con xúc sắc này, từ nay về sau Thanh Bang và Hồng Bang nước sông không phạm nước giếng. Nếu như ông đoán mà sai, kể từ hôm nay Phúc Sinh sẽ là của Thanh Bang. Thì không đoán thì sao? Nếu ông mà không đoán, e là hôm nay ông rất khó sống ra khỏi Phúc Sinh. Đi, đi. Đoán. Nói là mấy điểm? Tôi không đoán. Ông chủ đoán đi. Mau đoán đi mà. Trúc Thiết Sang, xem ra hôm nay ông thật sự không muốn sống nữa rồi. Không đoán cũng được. Không đoán coi như ông thua. Vì lúc nãy ông lắc xúc sắc, tôi đã đoán và đoán đúng. Ông chủ đoán đi. Được. Tôi đoán. Mấy điểm? 5. Năm điểm và 2, phải không? Đúng. Trúc Thiết Sang đoán sai rồi. Phú Sinh là của chúng ta. Phú Sinh là của chúng ta. Của Thanh Bang. Trúc Thiết Sang, giao sổ sách ra đây. Họ Đổng kia, cậu tưởng tôi sẽ dùng Phú Sinh để cược thật sao? Cậu đừng ngây thơ quá. Chơi bẩn, chán sống rồi phải không? Làm sao? Đừng đừng đừng. Ông chủ Đổng, tôi biết cuốn sổ ở đâu. Tôi biết. Tôi đưa mấy người đi. Tôi đưa mấy người đi. A Lục, cậu làm gì vậy?
A Lục, cứu mạng quan trọng hơn. A Đại, A Thành, dọn dẹp chỗ này. Được, đi. Đào đào các bảo hiểm ở đây. Đào đào ông chủ động. Ông chủ động. Bên này ông chủ động. A Lục còn muốn làm gì? Ông chủ động. A Lục. A Lục còn muốn làm gì? Cái thứ ăn cây táo rào cây sung. Im miệng. Mở ra. Có mật mã. Ông chủ động. Mật mã. Không biết. Có giỏi thì bắn chết tôi đi. Hôm nay tôi cũng không định sống sót ra đâu. Mật mã. Rành con. Có giỏi thì bắn đi. Mật mã. Ông chủ động đừng bắn. Đừng bắn mà tôi biết mật mã. Mở ra. A Lục. Thật khốn. Tôi chỉ muốn cứu ông thôi mà. Đồ khốn A Lục. Giữ hắn lại. A Lục. A Lục. Toàn bộ sổ sách của Phú Sinh nằm ở đây. Toàn bộ khoảng một khối phiếu ngân hàng cũng nằm ở đây. A Lục, cái thứ ăn cây táo rào cây sung, đồ bán chủ cầu dinh, đứng núi này trong núi nọ, ta bóp chết mày. Ông chủ trước, tôi cứu ông mà. Chó cắn lạ động tân, không hiểu lòng người tốt. Tôi muốn cứu ông thôi. Ông chủ trước. Ông chủ trước. Ông chủ trước. Ông chủ trúc, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Chiều ma. Mợ. Ê, chiều ma. Mợ. Xe đến chưa? Bác Trần gọi xe rồi. Làm ăn kiểu gì vậy? Gọi xe thôi cũng lề mề. Đúng là lớn tuổi, không được việc. Đến rồi mà mở cửa đi. Thiếm Ngô, phu nhân đâu? Ở bên trong. Phu nhân. A Lục, sao cậu đến vậy? Phu nhân. Có chuyện rồi. Chuyện gì? Thanh Bang đến Phú Sinh gây chuyện. Ông chủ để Phú Sinh rơi vào tay Thanh Bang. Lúc đó ông chủ bị kích động quá, ngất rồi. Còn là Thanh Bang đưa gậy ấy đến bệnh viện cấp cứu. E là không qua được rồi. Phu nhân. A Anh. Sư phụ. Hưng Cao. Trúc Tiết Sang thế nào rồi? Lão già đó xem như giữ được mạng. Như bác sĩ nói hắn đã trúng phong. Trúng phong. Tiết Sang. Tiết Sang. Tiết Sang à. À sao vậy? Tiết Sang. Anh nói gì? Bác sĩ. Anh ấy sao rồi? Gậy ấy trúng phong rồi, rất nghiêm trọng. Con chó Trúc Thiết Sang này ở bến Thượng Hải hô mưa gọi gió hơn nửa đời, cũng tính là nhân vật lớn. Bây giờ lâm vào kết cục như vậy, cuối cùng lão phu cũng xả được cơn giận này rồi. A Bảo đâu? A Bảo nói mệt rồi, trở về nghỉ ngơi. Tối nay mời mọi người uống rượu ăn mừng. Được. Tối nay con với A Bảo, ông quán giữa đó và Trúc Tiết Sang kết thúc tại đây đi. Làm gì cũng đừng đuổi cùng giết tận. Rõ sư phụ. Con cũng đi nghỉ ngơi đi. Dạ. Đúng rồi Hương Cao. Mấy ngày nay con chịu khó đi nhiều một chút. Xem gia đình Trúc Tiết Sang có khó khăn gì, giúp được vẫn phải giúp một phen. Con biết rồi sư phụ. Đi đi.
Thiên Sang. Ông chủ Trúc. Ông chủ Trúc. Ông chủ Trúc làm sao vậy? Anh ấy trúng phong rồi. Cái gì? Trúng phong. Ông chủ Trúc nói gì? Là Thanh Bang. Cái gì? Thanh Bang làm sao? Tao phải diệt bọn chúng. Trình phó quan, hiện giờ cục tòa không có ở Thượng Hải, chúng ta tuyệt đối không được hành động. Ông chủ Trúc, giờ cục tòa không có ở Thượng Hải, chúng ta không thể hành động liều. Nhưng ông yên tâm, chờ cục tòa trở về, chúng tôi nhất định sẽ diệt cố Bính Sinh, trả thù cho ông. Các anh em, tiểu lão đại của chúng ta áp đảo quần hùng, xuất sắc tung lên. Là sọc bạc lớn của Hồng Môn đã về tay chúng ta rồi. Nào, chúng ta kính tiểu lão đại. Nào, cạn ly. Có câu này phải nói trước, đây không phải công lao của mình thôi. Không có mọi người, chuyện này tôi không làm được. Tiểu lão đại, anh đừng khiêm tốn. Anh không biết đó thôi. Chỉ vì chút địa bàn này mà chúng ta và Hồng Môn đã đấu vô số lần. Không ngờ tiểu lão đại chỉ động tay có một cái đã tiêu diệt luôn Trúc Thiết Sang. Lợi hại bội phục, phải đấy bội phục. Có được cục diện ngày hôm nay, thứ nhất là nhờ sư phụ, thứ hai là nhờ sư huynh, thứ ba là nhờ các huynh đệ, thứ tư mới là tôi. Tiểu lão đại, anh không kiêu gạo, trong mắt chỉ toàn là các anh em. Chỉ riêng điểm này, các anh em đã phục anh cả đời rồi. Sau này nếu có việc gì anh cứ sai bảo, các anh em nhất định làm theo, có phải không? Đúng. Nếu nói như vậy, vừa hay có một chuyện tôi muốn nhờ các anh em giúp đỡ. Tiểu lão đại, có việc gì cứ sai bảo. Uống rượu đã. Uống xong rồi nói. Đào, cạn ly. Cạn. Bốn, mẹ, con đã đuổi Trúc Thiết Sang ra khỏi Phú Sinh rồi. Bây giờ Phú Sinh là của con. Hôm nay con phải giúp hai người báo thù rửa hận, tự tay giết Kakeshi và Saito Isao, dùng đầu của hai kẻ đó bái tế bố mẹ. Hai người hãy phù hộ con. Các anh em, đi. Sư phụ. A Bảo, bởi sáng sớm đã rầm rộ thế này, định đi đâu? Con, chúng con đến thương xã Nakamura. Về phòng. Dạ sao? Sư phụ có lời cần nói với con.